chị mình coi rồng xanh nè hai giòi nè ba giòi nè rồng xanh bốn giòi nè anh chị mình muốn mấy giòi? hôm nay em còn một xíu rồng xanh này thôi em bán xả lỗ cho các anh chị mình hết ba chậu hàng siêu vòi 170 trăm bảy thôi em bao phí vận chuyển đó hai vòi nè mập ú ụ luôn rồi cây này ba vòi nè các anh chị chà bá lửa luôn nè các anh chị quá trời bự luôn nha đen rô nắng rồng xanh cái mã hàng này hôm trước là bên em bán nổ đơn cho các anh chị mình chốt đùng 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 luôn và hôm nay em còn một số ít cây thôi nhưng mà cây đều là cây viết cây đẹp cho các anh chị. Những cái chậu mà nó một nụ hai vòi, một vòi hai vòi thôi thì nó sẽ là cao to lá xếp ha. Còn anh chị nào thích hàng siêu vòi từ bốn vòi ha. Ba vòi bốn vòi thì nó sẽ hơi ốm một chút xíu ha, anh chị ha, nó ít thân và nó sẽ cao như thế này nè. Ba chậu có 170 000 mà em còn bao phí vận chuyển nữa. Mà hoa rồng xanh nên mình coi. Đâu có thua kém dòng đen rô nắng nào đâu màu vàng chanh rất là đẹp luôn và cánh xoắn cực kỳ ha anh này là rất là ưa nắng nên những anh chị nào mà nhà mình hướng nắng nhiều á thì anh chị mình trồng cái dòng này cũng rất là thích hợp hoặc là ai muốn làm những cái chậu tác phẩm mà dạng cây nghệ thuật vừa đẹp thân thủ vừa đẹp hoa vừa đẹp lá đó thì cây này chính là lựa chọn số 1